Chào mừng các bạn đã đến với channel của em Best Mobile. Và trong cái video ngày hôm nay, một cái video mình sẽ lại tiếp tục mở bốc cầu thủ tuần này cho các bạn xem. Tuần này chúng ta có một cái sự xuất hiện rất là đặc biệt của idol đến từ câu lạc bộ của Manchester United, không ai khác đó chính là về idol David Beckham, một trong những cái phiên bản của MU mà mình đã đợi từ cái mùa PES năm 23 tới giờ rồi các bạn. Mình đợi rất là lâu rồi và tới thời điểm hiện tại Konami nó mới chịu nhả idol để chúng ta có thể đem idol về team của mình. Không chỉ riêng về Beckham trong cái bốc tuần này đâu, mà chúng ta có thêm một cái sự xuất hiện của idol Makelele phiên bản của câu lạc bộ Chelsea. Đây cũng là một trong những con hàng cực kỳ cháy trong cái bốc tuần này của chúng ta. Về huyền thoại Roski của Arsenal này các bạn ơi, nói chung là cái bốc này quá ngon và quá cháy rồi. Thành ra là bạn nào mà muốn nạp coi để quay những con hàng huyền thoại này thì có thể liên hệ qua Facebook và Zalo của mình. Mình sẽ để cái số điện thoại kèm cái link Facebook bên dưới phần mô tả để các bạn có thể tiện liên lạc với mình hơn nha. Trong cái bốc này mình thấy khá là nhiều những cái thẻ highlight nha các bạn. Kiểu như cái thẻ highlight này nó sẽ là một cái gì đó an ủi và giúp cho các bạn bớt vơi đi một phần nào nỗi buồn khi mà các bạn không quay dính những con hàng huyền thoại. Chúng ta sẽ xem qua trước về cái chỉ số mặc định của Beckham trong cái phiên bản câu lạc bộ MU đi nào. Bộ chỉ số về chuyền trò các kiểu đồ thì nó vẫn rất là đỉnh và nó vẫn rất là ngon, rất là cháy các bạn ơi. Đá phạt, độ xoáy của bóng đồ hàng chính quá kinh khủng với lại idol Beckham của chúng ta rồi. Mình có một cái phiên bản Beckham của câu lạc bộ tuyển Anh, thì khi mà mình quay dính được Beckham ở tuyển MU, mình sẽ nâng cái chỉ số và cho các bạn so sánh hai cái chỉ số của hai cái phiên bản Beckham luôn nha các bạn. Rồi về con hàng Makelele các bạn ơi, con hàng này cực kỳ uy tín ở tuyến giữa với một cái style destroyer, một cái style đánh chặn nó quá kinh khủng và nó quá khủng khiếp đi các bạn. Makelele của chúng ta có một cái bộ chỉ số nó cũng khủng không kém so với David Beckham. Bộ chỉ số phòng thủ, trời ơi, nhìn cái bộ chỉ số thôi là hết muốn đá rồi các bạn. Khi mà nâng lên các bạn sẽ thấy được cái bộ chỉ số này nó sẽ còn khủng khiếp như thế nào nữa. Tốc độ 77 nâng lên mình nghĩ tầm khoảng 89 hoặc là 90 nha các bạn. Trời ơi quá kinh khủng các bạn ơi, stamina 89, một cái lợi thế rất là mạnh của Makelele. Và về con hàng Roski hay là về Roski nha, mình đọc là Roski cho nó nhanh và cho nó tiện nha các bạn. 1m78, 34 tuổi, bạn nào là fan của Arsenal thì lại không thể nào bỏ lỡ huyền thoại Roski này rồi các bạn ơi. Bộ chỉ số tầm trung cũng không có nhiều điểm nổi bật so với những cầu thủ khác. Thì chủ yếu là cái bốc này mình sẽ săn Beckham và săn Makelele thôi nha các bạn. Với 11.600 coin, không biết rằng mình có thể full được cái bốc tuần này hay không thì các bạn cùng nhau xem hết cái video ngày hôm nay nha. Chúng ta được Konami tặng cho một lượt quay free. Và cái nhân phẩm từ sáng tới giờ của các bạn như thế nào rồi, có thể để lại cái ý kiến bên dưới phần comment cho mọi người cùng biết được cái nhân phẩm của các bạn nha. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngày hôm nay thôi nào các bạn ơi. Hy vọng là với cái lượt quay free này mình có thể dính được idol Beckham. Dù là cái lượt quay free này mình dính thì mình vẫn sẽ tiếp tục mở bốc cho các bạn xem. Thành ra là sớm muộn gì mình cũng sẽ tiêu hết 11k coin này thôi các bạn ơi. Và lượt quay đầu tiên của chúng ta không dính rồi. Dường như là cái nhân phẩm của mình lần nào mình mở quay free cũng không may mắn hết trơn các bạn. Thật sự là các bạn xem những cái video từ lúc mình mở bốc trên kênh của MPS Mobile, mình chưa có một cái video nào mà Konami nó cho một lượt quay free mà mình dính được Ibis các kiểu. Đó, thành ra là mình cũng không có mong đợi về cái lượt quay free này. Chúng ta sẽ cùng nhau mở lượt quay đầu tiên nha các bạn, xả 900 coin quay F10 này. Lượt quay đầu tiên của tôi hy vọng tầm khoảng 5-6.000 coin thôi nha các bạn. Hơi trời ơi, lượt quay đầu tiên không dính rồi. Mình sẽ tua cho nó nhanh các bạn. Dù là bây giờ mình còn khoảng 8-9.000 coin, nếu như mà mình full box thì mình cũng không có vui nữa các bạn. Tại vì cái coin hiện tại mình đang sử dụng là con ví. Và thứ năm thì Konami nó sẽ tiếp tục quét, không biết cái ạc này nó sẽ đi về đâu. Hy vọng ạc này có thể lên được cái giáp hồi sinh nha các bạn, để khi mà Konami nó quét thì không bị sao hết, mình vẫn có thể tiếp tục chơi cái ạc này.
Hạt này mà bị ban là mình buồn lắm các bạn ơi. Hiện tại có một loại coin, đó chính là về con ví. À, không phải con ví, sorry các bạn, mà là loại con gift nha các bạn. Thì coin này nó sẽ có hóa đơn. Khi mà các bạn chơi cái loại coin này, các bạn sẽ không cần phải sợ Konami nó quét nữa. Đó, con này nó an toàn 100%. Thành ra là bạn nào mà muốn nạp các kiểu đồ thì có thể nhắn tin qua Facebook và Zalo với mình nha. Mình quay nãy giờ mấy lượt rồi nhờ. Dính được con hàng Highlight, con hàng Julison à. Ông này đã câu lạc bộ gì nhỉ? Không nhớ nữa các bạn ơi. Chúng ta dùng 3.000 coin rồi đúng không? Lượt quay thứ tư này. Idol của tôi ơi, idol David Beckham ơi. Và khó rồi các bạn ơi. Trời ơi, săn idol là một cái câu chuyện nó khá là gian nan nha các bạn. Đường đi đến idol còn rất là xa. Tôi cần một cái gì đó, một cái chất xúc tác để tôi có thể tiến tới idol cực kỳ nhanh. Xả tiếp tục đi nào các bạn ơi. Phiên bản này của Beckham là rất là nhiều bạn là fan rồi các bạn. Kiểu là mình thấy trên toàn thế giới ai cũng là fan của Beckham hết. Vừa đẹp trai, vừa đá hay, lại vừa có những cái đường truyền cực kỳ ảo diệu. Thì thử hỏi làm sao mà không yêu thích được, đúng không các bạn ơi? Trời ơi, nãy giờ quay hết 4.000 coin rồi các bạn, chưa dính được ông thần nào hết. Hy vọng là lượt quay thứ 5 nha các bạn. Con số 5 luôn luôn là con số may mắn trên kênh của Best Mobile. 05 thì 6, 06 thì 7, 07 là 8 các bạn ơi. Mình nói rồi mà các bạn, con số 5 luôn luôn là một con số rất là kỳ diệu và đem lại cái sự may mắn trên kênh của Best Mobile. Mình nhớ là tầm khoảng 3-4 cái video mình ôi giời ơi, thôi bỏ qua cái video chúng ta dính được con hàng của pháo thủ. Mình tưởng số 7 là David Beckham mặc áo màu đỏ đỏ, mình tưởng dính được Beckham rồi mình mới dừng lại cái câu chuyện các bạn ơi. Cái câu chuyện là mình quay được quay thứ 5 cũng 3-4 cái clip trên kênh của MPS Mobile rồi. Trời ơi, dính được con hàng của Arsenal không mấy vui vẻ cho lắm các bạn. Lý ra là con hàng này nên dính ở cuối video thì nó sẽ hợp lý hơn. Nếu mà bây giờ mà mình quay hết cái số coin này mà không dính được hai con hàng của MU và Chelsea thì kiểu quá đau lòng và quá buồn luôn các bạn ơi. Ơi trời ơi, có nguy cơ là không thể nào về bờ trong cái bốc tuần này của chúng ta nha các bạn. Và mình lại phải tiếp tục nạp coin thì mới có thể full được cái bốc này. Đâu rồi, Beckham của tôi ơi, trời ơi là trời. Mình thấy là hơi có điềm rồi nha các bạn ơi. 70k mà bây giờ còn có 4k mấy rồi, trời ơi là trời, làm sao bây giờ ta. Các bạn chờ mình chút xíu nha, để mình chích chích các kiểu đồ, gọi là cái sự may mắn nó tăng lên các bạn. Đâu rồi idol Beckham của tôi ơi. Nếu mà cái video này không dính là mình không có video để nâng chỉ số cho các bạn xem rồi. Trời ơi là trời, Beckham của tôi ơi. 3.000 năm coi các bạn à. 3.000 năm coi Beckham. Beckham hay còn gọi là comeback trong cái lần quay này các bạn ơi. Mình nói rồi mà đúng không? Quá chuẩn luôn. Và đây chắc chắn là cái sự xuất hiện của idol Beckham của mình. Không ai khác, đó sẽ là về Beckham. Mình chắc chắn là như vậy. Beckham. Trời ơi, số 7 mặc cái áo tay dài màu đỏ, team viewer. Và khuôn mặt để cái mái tóc 73 với một cái màu vàng ống. Đó là về Beckham của tôi. Phiên bản đá vị trí RMF cực kỳ cháy. Beckham là comeback quá tuyệt vời. Trời ơi, hôm nay IMPS Mobile chơi vần quá đỉnh các bạn. Tuyệt vời. Ôi trời ơi, còn 2.600 coin thì bây giờ là cố gắng mang con hàng Makelele về team luôn nha các bạn. Xả tới khi nào mà nó ra thì thôi, vừa mới nói thì nó đã ra rồi các bạn ơi. Và không ai khác, đó là về huyền thoại Makelele. Trong cái video ngày hôm nay của chúng ta sẽ có một cái phần tiếp theo là về cái phần review cầu thủ. Thì mình sẽ cố gắng làm cái video đó sớm nhất để các bạn có thể xem nha các bạn. Mình quay khoảng 10.000 coin. 10.000 coin mới full cái bốc tuần này của chúng ta các bạn. Thì khá là ok và khá là ổn áp. Mình không có gì hối tiếc ở cái bốc này hết. Giả sử như bây giờ mà cái bốc này mình quay 15.000 coin mình cũng không hối tiếc nữa các bạn. Tại vì có idol của mình là mình chơi tắt chơi xả láng luôn các bạn ơi.
DMF mà bây giờ đưa vào đây nữa. Các bạn thấy cái đội hình của mình nó quá mạnh đi các bạn ơi. Và bây giờ mà cho Beckham đá vào cái vị trí này nữa thì thôi, dẹp đi. Gặp cái team này là cứ GG thôi các bạn, đá đấm gì nữa các bạn ơi. Những cái team gì toàn là những con hàng quá kinh khủng. Beckham này. Trời ơi, khách đang điện các bạn. Các bạn thông cảm vì cái tiếng ồn này nha các bạn ơi. Rồi mình sẽ nâng cái chỉ số cho các bạn xem nha các bạn. Overrating 98 khá là cao, khi đưa vào team có thể lên được 102. Nhận thức tấn công 81, rê bóng 88, điều khiển bóng 79, time possession 84, chuyền ngắn 89 và chuyền dài 98. Những cái đường chuyền nó quá ảo đi các bạn ơi. Về cái chỉ số chuyền thì mình thấy so với cái phiên bản tuyển Anh thì nó cũng không có chênh lệch nhiều cho lắm. Dứt điểm 83 này, đá phạt 94, khứa lòng 96 quá cao luôn. Thật sự các bạn, tốc độ 81 quá ổn định. Lực sút đóng quá căng luôn, thăng bằng ok, stamina chơi hết trận với lại Beckham. Một cái phiên bản quá toàn diện mà bạn nào là fan của MU thì làm sao có thể bỏ qua được cái phiên bản này của David Beckham các bạn. Mình không phải là fan của MU nhưng mà mình là fan của Beckham. Beckham ở đâu là mình sẽ ở đó. Beckham cho dù là bao nhiêu tiền mình cũng sẽ bỏ ra để mình đưa Beckham về team. Đó là cái điều mình muốn nói với lại Beckham trong cái phiên bản MU lần này. Và Makelele cũng như vậy, mình cũng là fan của idol Makelele luôn các bạn ơi. Ông nào đã hay là mình idol thôi, đơn giản như vậy thôi các bạn. Overrating 97 lên được 101. Bộ chỉ số chuyền ngắn ok, chuyền dài ok. Nhận thức tấn công các bạn thấy là nó quá kinh khủng các bạn. Sorry, không phải là nhận thức tấn công mà là về cái phần nhận thức phòng thủ nha các bạn. Tắc bóng 98, hiếu chiến 93, defensive gaming 95. Quá kinh khủng, tốc độ mà đá ở cái tuyến giữa 83 các bạn biết là nó gắt như thế nào rồi các bạn. Bật nhảy 83, tranh chấp bóng 88, thăng bằng 88 luôn, stamina chơi được hết trận, quá ngon với lại con hàng Makelele này rồi các bạn ơi. Và huyền thoại cuối cùng của chúng ta trong cái video ngày hôm nay đó là về huyền thoại Roski của Arsenal nha các bạn. Huyền thoại này đã có một cái phiên bản Epic ở cái mùa PES năm 23 rồi. Mình thì chưa có trải nghiệm nên là cũng không biết đánh giá như thế nào nữa các bạn ơi. Bạn nào chơi rồi thì có thể cho mọi người cái cảm nhận bên dưới phần comment ở bên dưới nha các bạn. Rồi chúng ta nâng con hàng Roski đó các bạn. Ông này thì cái chỉ số rê bóng mình nghĩ sẽ rất là cao. Không thể đạt được 100 rồi. Ôi giời ơi, chỗ mình đang ồn, mong các bạn thông cảm nha, lại tiếp tục ồn rồi các bạn. Nhận thức tấn công 79, rê bóng điều khiển bóng 95, 88, 92. Trời ơi, bộ chỉ số rê bóng chuyền trò các kiểu cũng rất là bén nha. Mình đánh giá không cao nhưng mà nhìn vào cái bộ chỉ số thì cũng đáng để các bạn có thể trải nghiệm và chúng ta chơi thử về con hàng Roski này các bạn. 78, 86, 81, chuyền trò 83. Ôi các bạn ơi, âm thanh đang không được ổn áp cho lắm thì nếu như mà nó ồn quá mà các bạn thông cảm nha. Và cái video ngày hôm nay về cái bóc huyền thoại David Beckham, về Makelele và về Roski đến đây cũng khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này và nếu các bạn muốn nạp coi có thể nhắn tin qua Facebook và Zalo với mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới trên kênh của AMPES Mobile.